chào tất cả mọi người đã quay trở lại với để đây trên bờ dưới kia cơ. Nguyên nó bỏ. Cá này rất là nhiều nhá, mình cũng không buồn bắt mấy mọi người ạ. Đây là cá mặt quỷ đây. Cá dọn bể nhìn quả mồm của nó này. Như một cái đây là gì nhỉ? Hoa hậu đại dương. hoa hậu suối nhà mình đấy. Này, anh ơi, cái này nó có răng như kiểu dọn bể thật này. Con rô phi bò được con rô phi. Bây giờ nhá. Các bạn nhá, bây giờ nấu thử mấy con này, nếu mà ngon thì ta mới bắt tiếp. À, ngày trước anh em mình đã từng nướng siêu cay con cá mặt quỷ này rồi. Bây giờ hôm nay sẽ thử một món hấp xả. Hấp xả xem nó ngon không, mình sẽ để cả vảy tất cả nhá. Để hấp xả xem thế nào, nếu mà ngon ấy, thì mình sẽ triển khai bắt nhiều. Nhưng mà anh em mình phải đánh chết đi chứ. Mau đệ còn bị cá dọn bể cắn đứt tay. Chọc vào gì ạ? Nó bị cái vây này chọc vào này. Đấy, tại suối đấy quá thế nên là nó lên sớm. Rồi, bây giờ nhá, mày đi lấy xả đi. Đây, mày muốn. Anh lại bảo em nhân chút xả. Lấy xả đi, thử hấp xả xem nó sẽ như thế nào nhá. Để em đi lấy nhá. Nào. Có này mùi, hơi thối.
trứng. Vỡ trứng rồi. Ui, mình nghĩ trứng nó sẽ rất là ngon đấy. Tại vì chả thấy một cái gì ngoài trứng mà nó được như thế này cả. Wow, ơi bị sạch sẽ rồi đấy mọi người ạ. Lấy cái nút giác cọ gọi là gần như bóng con cá luôn rồi. Rồi con này cổ loang luôn. Đây nhá, mình phải rạch bóc bỏ hết những cái màng đen với lại mồm nó còn phải bóc mang miếc rồi. Ơi con này vẫn còn mang. Ê, nhìn trứng nó ngon nhỉ. Con này vẫn còn mang này. Rồi như con này nhá, giả dụ như con này nhá, hết sạch màng, hết sạch kia rồi nhá. Làm sạch chanh chanh luôn. Sạch chanh chanh. Nhưng mà ngon nhất vẫn là cái trứng. Mình muốn là làm sạch để thử xem là con này thực chất là có ngon không. À đâu, còn có một con rô phi để cho vào để thử nghiệm xem là cái nào ngon hơn. Con nào ngon hơn. Đấy. Em nghĩ rô phi ngon hơn anh ạ. Đây, mới cầm cái đuôi nó sang phóng xuống nước đem lên đây. Vừa bóc mang đấy. Đấy. Nhưng mà ngon nhất là với cái phần trứng đây này. Ui sợ chật không anh ơi? Ôi, chật thật đấy. Anh em mình lục mà. Ba con ơi. Không, đất tay. Ba em. Nhìn nhiều hơn cả chấm đen ấy nhỉ. Cả chấm đen của gai. Bốn em. Còn đâu thì chúng nó đâu. Năm em. Sáu em. Sáu em. Khả năng là sẽ hơi lâu một tí mọi người ạ. Tại vì dậy. Nói đi vào đây, đi vào đây. Ngon nhất ba buồng trứng này này. Buồng trứng ở miền Tây hay đi mỏ ấy. Rồi. Wow. Bây giờ đi tắm rồi. Bây giờ đi tắm rồi. Mày đau tay ở đây mà tra lửa nhá, tao đi tắm đây. Ok. Ui, chắc chín rồi đấy. Anh ơi, chúng nó nổi anh nhìn như kiểu wow. Tưởng chúng non của gà ấy nhờ. Chúng nó rất là phê nhá. Chúng nó to lắm mọi người ạ. Cái hạt chúng nó to này chắc ngon lắm ấy. Cái chín chưa, trứng thường nó không nó lâu chín hơn nhưng mà ui chưa chín hẳn nhưng mà thôi được, trứng nó lâu chín hơn nhưng mà chỉ sợ trứng chín chín tới thì cá nó sẽ bị nhũn thịt mất. Wow, nghe hấp dẫn đấy, mùi xả rất là thơm, không còn chút mùi hôi nào của cá như lúc nãy nữa rồi. Bây giờ cá nó bạc này mọi người ơi, nhìn này. Cá nó bạc màu ấy nha. Để tạo hai con này anh nhỉ. Rớt ra lại còn tạo nữa. Nó ấm. Wow. Cá mặt quỷ. Wow. Ma quỷ anh em mình chén hết. Ma quỷ cứ gặp màu đại ca mút hết. Cứ ma nữ là đẹp. Wow. Cầm được. To nhỉ, con này to dài vậy anh nhỉ. Suối lăng mình sao nó vơi nhiều đấy anh nhỉ. Nó để á. Lên trên này đi. Anh em mình sẽ tìm một chỗ nào đó không bị ồn như ở chỗ đoạn suối này để cho mọi người có thể nghe rõ nhá. Chỗ này mọi người đã đủ nghe rõ chưa? Anh em mình phải lên đây mới khỏi ồn mọi người ạ. Mình sẽ thử một con nhá, xem là con nào. Em phải thử mình trứng trước anh. Con nào cũng thế. Mùi nó như kiểu mùi cua ấy. Đó, đấy, đây cho mọi người xem nhá. Đấy. Cái thịt của nó rất là nhiều. Cái cá này lúc sống thì rất là khó bóc vảy này đi nhá, nhưng mà lúc chín này. Nguyên một cái đuôi này, toàn thịt này. Đấy. Đấy, thấy chưa? Nguyên một cái đuôi. Toàn thịt. Ơ sống à? À đâu, sống làm gì bể được thế này. Không phải đâu, nó vừa chín đến đấy. Đấy, nguyên một cái đuôi toàn thịt này rất là dễ bóc vỏ nhá. Rồi, từ từ. Rồi, mình ăn thử cái quả trứng này nhá.
Xem ăn ngon không? Welcome mọi người nhé. Wow. Nhưng chưa được chín lắm thì phải. Mời mọi người nhé. Nào ấy. Ăn nó hay lắm. Đây, dọc xương rồi, chín rồi. Trứng nó ăn như kiểu silicon ấy mọi người ạ. Thế mà... như là trứng nhựa ấy. Éo rồi. Thịt ăn ngon. Thử miếng thịt mà xem. Không ngon trứng đâu. Đây. Thế mà em thấy người ta hay ăn. Thử miếng thịt mà xem. Thế mà mình thấy các bạn ở trong miền Tây cứ hay hụp xuống để... Môi ổ cá. Môi ổ trứng cá. Mới cảm ơn cái gì? Cá dọn bỉ. Mình ăn thử miếng thịt của cá dọn bỉ. Hấp xem thế nào. Ăn được mà, ngon mà. Ngọt lắm. Và mỗi tội là nó hầu hết là nó chỉ có mỗi cái đấy, toàn xương là xương. Ngọt ngọt. Tại vì người ta phải bỏ cả cái da nó đi. Đã nói đến, nhắc đến từ dọn bể là mọi người phải biết là nó như thế nào rồi đấy. Nó chuyên đi dọn những cái... thôi không tiện nói. Nhưng mà phải làm sạch đi vẫn ăn được. Phải làm sạch nhá, mọi người phải làm sạch như anh em mình ạ. Anh em mình phải đánh trà các kiểu. Đấy. Đấy. Đấy, có tí thịt này nữa thôi là hết một con cá rồi. Đấy. Bên 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 đây. Con cháu em đi phá người ta đánh chim rồi. Đấy. Thịt nó khá là bên. Ôi. Đây, được mỗi phần này nữa thôi. Là coi như là hết thịt rồi. Đấy, hả? Nhưng mà cho, khá là cho ngon em ấy. Ăn một miếng. Đây, cho hẳn, đây. Đây, đây. Ngon chưa, đây. Đấy. Để bảo chó không thèm ăn. Nó ăn ác nè. Ngon không? Như thế ra sướng không? Sướng khoái cười. Được, bây giờ mình sẽ thử cá rô phi để xem độ ngon của con nào. À, thử trứng của nó trước nè. Trứng nó ăn như kiểu silicone à? Silicone ấy. Ăn nhiều trứng nhựa ấy. Anh cảm giác nhiều ngậm cái hạt đạn là đạn súng nhựa ấy. Nhưng đây là nhưng mà rõ ràng thấy các bạn miền ở trong miền Tây mà xem cái video trong miền Tây mà đi mò được. Trứng cá dọn bể nó to cơ mà. À đây chưa để ra. Nó để vào ổ, nó để vào một cái ổ ấy. Hay là nó để ra rồi mới ngửi. Cá dọn bể rất dễ bắt nha, rất dễ đấy, nó rất là lành. Nằm im trong ổ. Sờ dính cái là bắt được nó, túm được cái là nhấc được nó lên, không dãy. Để thử xem nào. Người ta hay đi mò cá trứng cá dọn bể về ăn. Miền Tây hay miền Trung? Em biết thấy là miền Tây là sông nước cơ. Đây mà thằng Duy bóp với bạn. Ngon lắm anh ạ. Ăn chả khác thịt cao su. Xạo, ăn nó cứ sạt, buồn cười lắm. Không có một cái vị gì luôn ấy. Thật thề luôn. Nhiều nhá nhựa ấy mọi người ạ. Cái thịt nó còn có độ ngọt, độ thơm. Chứ còn cái này, chứ mình nói thật là chẳng như cho mình đã vứt bỏ. Em không ăn được cái đấy đâu. Đây, xem cháu ăn không nhá. Bim, sao đây? Bim. À. Đây, im xem cháu ăn không? Đây, đừng cho nó ăn kia. Đây. Đấy, anh gọi nó nó không ăn đâu. À. Ăn thì phải trả cho đây cho nó ăn. Cứ vừa ăn vừa níu vừa giữ. Không đi ăn luôn rồi. Nó vẫn ăn mọi người ạ. Nhưng mà... cốt nhất là em ăn cá rô phi. Thực chất ấy, là... cái món này ạ, toàn xương này. Toàn xương với da này. Thực chất cái món này đáng nghe ra phải bỏ được da nó lúc còn sống. Đấy. Lột da xong chỗ này à, chỉ được chỗ này thôi. Còn chỗ này chỉ có một tí thịt dính da thôi cho chó nó ăn. Lô, à quên. Bin. Quên. Nhầm quyền à? Nếu mà lúc mà nó mà sống ấy mà bóc được vỏ như thế này ấy, mà nướng lên ấy thì tuyệt vời ông mặt trời. Ngon. Nhưng mà thôi nói chung là có cái gì
bây giờ có khó khăn như ngày xưa đâu mà. Ngày xưa mà có con cá rợ bể mà ăn ngon lắm ấy. Ngày xưa cái gì? Không được xây dựng. Anh thử ngày mai mà anh nhìn thấy không? Có phải chén cả da. Trước không phải trước mà bây giờ ở chỗ mình ạ. Cứ mỗi lần nước lũ bên kia lên ấy, người ta nhiều cá lắm. Cá dọn bể nó bò lên bờ nó chết nó thối bên kia. Đa số là người ta phải nhặt về để làm gì mọi người biết không? Để làm phân. Chắc là người ta làm phân. Người ta ủ người ta sẽ ném vào cái gốc cây cây bưởi để cho nó tự phân hủy làm phân. Ai xả. Ai chứ thì nó tốn đấy nhỉ? Tốn phân nhỉ? Nó tốn. Nào. Thử miếng cá rô phi nào. Rô giòn. Anh rô giòn là ngọt nhất. Rô phi ngon hơn mọi người ạ. Chiều chiều ra đây ngồi thảo mát xuống nhỉ. Dầm không ạ. Quyết định thưởng hẳn cho em Bin một con. Tại vì ăn cái con này nó cả khi mà để cả đấy như thế này nó cứ nhớt nhớt ấy mọi người ạ. Đáng nhẽ ra phải lọc được cái thịt nó ra như thế này, xong ướp siêu cay nướng thì nó dai, cái thịt nó chắc lắm. Đúng rồi. Cái thịt của cá rợn bể này khá là chắc. Nó nhé, hơi ngọt ngọt. Nhưng mà ăn lâu một tí thì anh cảm giác có cái mùi gọi là hơi. Nó hơi, không có tí mùi hôi nào. Hơi thum thủm. Thế là thum thủm này chỉ có hấp này nó mới thum thủm này thôi. Không, nướng nó khác. Nướng là vỏ nó khác. Đấy. Nhưng mà Bin, ăn Bin, cả Bin, vỏ đây. Này. Bin, đấy không phải ăn kia nữa. Ăn cả con này cho sướng này. Tội gì phải ăn đầu ăn đấy. Ngon không, ngon không? Chén, đúng rồi, làm luôn. Tí nữa đi săn chuột cho Tài. Con này khôn, tắt ra ngoài ăn này. Ngại đi. Cá rô phi ấy, nếu mà để mà cá rô phi nấu canh hoặc là gì nhỉ? Là nấu canh hoặc hấp ấy thì cái con mắt của cá rô phi trắng ra cái là sẽ chín. Đấy, bọn nó về hết rồi. Ăn cá rô bể không? Bọn nó chê. Chắc là bọn nó nhìn thấy kinh dị. Ở đây hôm nào cũng thế. Anh em mình ra tắm là rất đông bọn trẻ con ra tắm. Bọn nó bắt được một đống cá rô bể để bên kia anh ơi. Mà bọn nó không mang về đâu. Mang về làm gì? Hãy anh em mình sang bắt về làm phân này. Cũng được. Ừ, tao đang định bảo là trồng cho cái sim nhà anh ấy cho nó nhanh cho quả chim nó chín mọng. Chim chín. Mày thấy cây chết bao giờ ra quả không? Không, còn hai cái cây nhỏ mà. Con này cài á. Mua được một cái sim to. Có một cái nơi này. Hai thân liền. Xong năm rồi. Thân. Năm thân á. Nhưng mà chết toi rồi. Nhưng mà nó bây giờ thành củi. Hay là tí nữa lên phải em mới chiều ra xịt nước con. Hay chết. Là tí lên nhặt cá rô bể của nó xong về lọc thịt ra nhỉ. Xào. Lọc riêng thịt ra. Xào á. Nhưng mà rất tiếc là khi con cá rô bể nó sống ấy thì không thể lọc được thịt với da toàn thể. Hầu như là nó cứng quá, nó khó lọc lắm. Khó. Mình sẽ nghĩ ra một món gì đấy đặc biệt với cá rô bể. Ngon và ngọt. Chứ kiểu này là ăn không ngon lắm. Ăn được nhưng mà nó có nhớt. Nó mình vẫn cảm giác nó ghê tại vì mình để cả con. Nó ghê. Khả năng là phải làm sao rồi ăn. Không anh ơi. Cũng được nhưng mà hơi. Hôm nào nhé. Chưa chuẩn bị kỹ. Bọn này nhé đi câu chuyên nghe vào. Anh em mình phải câu được con nào hoặc là bắt được con nào. Gác lên, gác bếp. Ấy trời. Cho nó cảm giác gọi là bị đầy đùa. Không vừa đâu phải cho. Không. Phải cho con kiến cắn nó. Không. Xong rồi bắt đầu. Đúng lôi rồi. Lên. Gác bếp. Cá dọn bể hun khói. Đấy thì em được không? Được. Được. Quá được. Cá dọn bể hun khói mọi người ạ. Cái khói nó sẽ át bỏ cái mùi hôi của con cá này và
Thứ hai nữa là cái độ khô của bếp với khói ấy, thì nó sẽ lấy hết, nó sẽ hút bỏ hết những cái nhớt với cái nước của con cá này, cái nhớt nó sẽ không đấy nữa, mà nó sẽ bong cái phần thịt ra. Mà trong lúc đấy nhá, cái phần thịt đấy ấy, thì nó lại teo lại, nó chắc đấy, anh em mình sẽ bóc nó ra và đem xào. Ôi tuyệt vời, chuẩn, mình nghĩ là sẽ ok đấy. Hôm nào chắc chắn là sẽ được, sẽ ok đấy, quả đấy ạ. Nhưng mà ấy con nó về rồi, kêu nó ngon tí nữa, con nó đi qua kêu bọn nó ăn hết chim ấy. Học chưa? Đây. Anh ấy đấm vào ngực là nó nôn ra. Cho em đấm à? Tôi năm nay 30 tuổi đầu, lần đầu mới bị hóc xương. Nhiều, kéo đất nhỏ cái gì anh em bị hóc xương. Kêu thế thôi. Em bị hóc xương này. À, có ai may có mà ai chưa bị hóc xương không? Điểm danh này. Comment xem ai không bị hóc xương bao giờ nhé. Nó để bị hóc xương một năm ít nhất phải 10 lần. Hóc xương này có... Để ai mà bị hóc xương anh em mình chỉ cho một bài gọi là hèm, gọi là gì nhỉ, nó gọi là gì nhỉ? Làm hèm nó còn một tên khác nữa để khỏi được hóc xương đấy, rất là đơn giản. Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Đây những clip của anh em mình hay, nhớ để lại cho anh em mình một like, một share và một comment, một đăng ký kênh và chung bên cạnh nha. Nhớ là cá dọn bể đừng đem hấp lên như thế này không ngon. Làm sao các bạn có thể lọc được cái thịt nó ra với cái vỏ nó ra, lọc thịt riêng, lấy mỗi thịt thôi thì ăn nó sẽ ngon. Còn hấp như thế này nó sẽ vẫn bị mùi hôi và nhớt. Đấy. Thôi, chỉ vậy thôi. Chào tất cả mọi người nhá. Bye bye. Hẹn mọi người vào một clip cá dọn bể hun khói, bóc thịt, xào. Thôi đi. Con ăn hết cả sim rồi. Cứu chỗ của em ơi. Cứu này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé.
Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tama TV nhá. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhá. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhá. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tama TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.